em hôm qua thôi mà trong quán vịt thì mà đất loạn về tranh nhau mẹ tớ lè này. Tìm được cái con gái rồi. Ôi xinh thế. Ôi hello hello. Ủa bé sao xinh không? Còn lại gặp cái hồi lúc đấy. Em qua lại trên xe mình nhớ. Ồ, mũ xẹt thật sợ luôn. Đổi. Wow. Bái xe bản lạc. Dạ. Ra là vào bản lạc. Ôi trời. Ôi qua có nên biết không nhỉ? Không biết được. Thế thì biết rồi. Sao lần ra là chú nhỉ? Ai biết được? Có cái bạn đâu nhắn tin em check tin nhắn chờ mà. Quán này thế mà sao không biết nhỉ? Nhà vãi cả lồn rồi. Lắm. Bạn buồn thế. Lại thêm chuyện buồn. Chuẩn bị chung nghe. Ui, đầu chứ. Căng thẳng quá. Tập 10 không. Thôi đi. Trời đồ đẹp thế. Ba đấm cho à? Cương Lam này, Cương Lam này. Quay cái. Quay. Ui. Ông này có vợ còn ham mối đi qua chỉ bọn này sinh lại. Rất vô tư đi qua chỉ trước mặt. Ông sinh là hay đó. Ông đi rồi muốn căn được rồi. Mua căn. Bắn một phát làm gì? Có vợ con là còn ham gì? Vợ mới ham. Anh ơi. Dừng. Hả? Anh ơi. Anh đi hai bản, anh đi 8 bản với một suối 3 tiền. 8 bản. Một suối. Điên chân. 8 bản một suối. 4 lít. Không, xe limousine vẫn trắng ấy. Từng chờ nhau, những cái khổ thương. Hạ vậy. Hạ đi. Hạ đi. Biết chơi. Đã từng tay. Chuyện thật là nguyên. Bất thú tính. 20.000 bộ. Ủa quần áo 20.000 bộ. Nhưng mà kia nó chém 50.000. Quần áo gì chém? Chém em á? Một quần áo thì chém em 20.000 bộ. Có vào đây mua gì không? Ừ, cái áo có mà. Nếu có thời gian thôi, kiếm được 15 rồi. Anh nhìn gái, anh nhìn chậm thôi, khi anh có đem được sao ngắm được.
đề rồi em ơi. Nhìn đi. Dạy bạn. Ôi miệng. Chụp. Dài quá. Các anh cứ ngắm đi. Em ngại. Ngại chứ. Đây là xong rồi. Đẹp nhờ chỗ này thả cá vàng này đẹp không? Lại gặp tốt rồi. Quần trắng nhá, quần trắng nhá. Quần trắng của mình nhá, áo trắng của mình nhá. Đi bộ vào. Đây, quán ăn nó qua đây.